Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư của VNDirect đã đến với chương trình điều thị trường ngày 12 tháng 11 năm 2021. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VNDirect, và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Văn Linh, chuyên gia cao cấp phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư, sẽ giúp quý khách hàng trả lời những câu hỏi liên quan đến phân tích kỹ thuật, xu hướng ngành, xu hướng thị trường hay là cổ phiếu tiêu biểu mà các nhà đầu tư có thắc mắc, có câu hỏi về. Trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin được giới thiệu qua cái khóa học ở D-Trade của VNDirect, đó là khóa đi đâu là bàn giao dịch chứng khoán, giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng giao dịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư có hiệu suất tốt trên thị trường. Và các nhà đầu tư sẽ được làm việc trực tiếp với các chuyên gia của VNDirect để trau dồi và nâng cao cái khả năng giao dịch của mình. Và các nhà đầu tư sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học. Thì em xin phép được để đường link ở phần chat để các anh chị có thể tìm hiểu thêm về khóa học D-Trade của VNDirect theo đường link dacademy.vndirect.com.vn ở trên đây. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần phân tích về diễn biến của thị trường phiên ngày 12 tháng 11 hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia về diễn biến thị trường, xu hướng của một số nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu tiêu biểu. Và phần cuối chương trình sẽ là phần hỏi đáp với khán giả. Em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay với diễn biến của thị trường. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên màn hình ở đây, VN Index hôm nay đã có phiên tăng điểm rất là tốt 11 điểm để lên mức 1.473. Tuy nhiên thì mức thanh khoản đã giảm đáng kể khi hôm nay chỉ đạt 26.500 tỷ. Chúng ta có thể thấy là index mặc dù là mở cửa có một chút tích cực ở đây khi đã có lúc là tăng điểm, nhưng sau đấy thì đến 10 giờ sáng là áp lực bán bắt xuất diện và sắc đỏ chiếm ưu thế, thậm chí là có đến lúc là index đã giảm mạnh đầu giờ chiều, nhưng sau đấy thì đến 2 giờ chiều là lực mua đã bắt đầu xuất hiện trở lại và kéo index một mạch lên thẳng mức 1.473 điểm, cũng là mức kháng cự hiện tại của VN Index ở quanh vùng 1.473 đến 1.475. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào đồ thị Market Watch của VN Direct ở đây, chúng ta có thể thấy là nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay là các cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu quay trở lại. Ví dụ như là cổ phiếu công thương, Techcombank, Eximbank hay là MB tăng điểm rất là tốt trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì một số mã cổ phiếu giảm là cổ phiếu GVR, GAS, VIX hay là Vinamilk. Như em đã nói thì chúng ta có thể thấy là thanh khoản ngày hôm nay đã giảm rõ rệt so với cả phiên ngày hôm qua, một phiên thanh khoản lên đến 38.000 tỷ. Thì chúng ta có thể thấy là ở trên sàn HOSE thậm chí đến 1 giờ chiều là giá dịch giao dịch phiên trước 24.000, trong khi là chúng ta giá dịch giao dịch ở trên sàn HOSE ngày hôm nay là chỉ đạt 12-13.000, và kết thúc phiên là giá dịch giao dịch mặc dù là vẫn hơn mốc 1 tỷ đô nhưng cũng chỉ là 24.000 nếu so sánh với hôm qua, đã giảm phải đến 30%. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là áp lực bán xuất hiện rất là mạnh trong hầu hết diễn biến phiên ngày hôm nay, và tình hình chỉ được cải thiện sau 2 giờ khi chúng ta thấy ở đây là sắc xanh bắt đầu chiếm ưu thế lại, để rồi đến phiên ATC là sắc xanh đã chiếm đến 52% trên tổng số các cổ phiếu hiện tại đang lưu hành trên thị trường. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì hôm nay khối ngoại đã quay dòng trở lại mua 200 tỷ sau phiên bán dòng rất là mạnh ngày hôm qua. Cụ thể là các cổ phiếu được mua dòng ở đây là gồm có Masan là được mua 103 tỷ, hay là Công Thương được mua 117 tỷ, Sacombank 78 tỷ, Hòa Phát thì vẫn bị bán dòng 78 tỷ trong ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu bán dòng ngoài Hòa Phát ra, chúng ta có cổ phiếu Vinhome rồi bị bán dòng nhẹ 4 tỷ, Vinamilk hay là KBC. Quay trở lại với bảng giá, chúng ta có thể thấy là diễn biến của VN30 ngày hôm nay với thanh khoản giảm rất là mạnh so với ngày hôm qua, chỉ đạt 8.000 tỷ. Mặc dù vậy thì diễn biến của VN30 thì cũng khá là tương đồng với index, khi chúng ta có thể thấy là mở cửa xanh nhẹ nhưng sau đấy là sắc đỏ chiếm ưu thế kéo dài cho đến 2 giờ chiều khi bắt đầu tăng mạnh trở lại lên, và VN30 hôm nay có phiên tăng điểm lên 13,5 điểm, tức là tăng 0,9% để đóng cửa ở mức 1.527 điểm trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào diễn biến của các nhóm trong VN30, thứ nhất là nhóm ngân hàng thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng mặc dù là cả có một mức hồi phục chỉ số khá là tích cực trong ngày hôm nay, ví dụ như là Công Thương hay là STB, MB Bank, TP Bank, nhưng chúng ta phải lưu ý là việc thanh khoản ở trong phiên ngày hôm nay của nhóm ngân hàng thật sự là không quá là ấn tượng, nên là chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng với những cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta thấy là mặc dù mức tăng rất mạnh nhưng mà mức thanh khoản chỉ là gần chạm mức trung bình, hay là ví dụ như cổ phiếu MB ở đây thanh khoản cũng như vậy, thanh khoản không quá là lớn, hay là TP Bank chúng ta có thể thấy ở đây một mức thanh khoản rất là thấp
so với cả trung bình. Có một ngân hàng duy nhất trong ngày hôm nay giảm điểm, đó là ngân hàng Vietcombank, một ngân hàng đã tăng điểm trong ngày hôm qua, nhưng Vietcombank cũng chỉ giảm nhẹ 0,1% để đóng cửa mức 98.2 trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai ở trên biên 30 mà em muốn nhắc tới đó là nhóm Vingroup. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình thì cổ phiếu VRE tiếp tục giảm điểm, giảm 0,7%. Cổ phiếu VIX giảm 0,3%. Trong khi đó thì Vinhome sau này tăng nhẹ để lên 82, tăng 0,6%. Và nhóm thứ ba đó là nhóm thực phẩm đồ uống. Thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình là Vinamilk giảm nhẹ 0,3% để đóng cửa ở 89.3. Sabeco, Tham Chiếu và cổ phiếu Masan có mức tăng 1,8% lên 149.6, khá là tốt. Chủ yếu là cái mức tăng điểm diễn ra ở phiên ATC. Như các anh chị có thể thấy ở đây là Masan hôm nay đóng cửa khá là tốt với mức thanh khoản cũng khá là tích cực khi mà vượt lên trên trung bình 20 ngày ở đây. Vừa rồi cũng là phần nhận định diễn biến của thị trường ngày thứ 6, ngày 12 tháng 11 ngày hôm nay của em. Em xin phép được nhường lại mic cho anh Linh để anh Linh có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin chuyên sâu hơn về diễn biến của thị trường, ngành cũng như là một số cổ phiếu được quan tâm ạ. Em xin mời anh Linh ạ. Vâng ạ, xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái chương trình nhịp đập thị trường. Thì chúng ta có một chứng kiến một cái phiên giao dịch cuối tuần khá là tích cực. Khi mà tưởng chừng như là trong những thời điểm trong phiên giao dịch ngày nay, đặc biệt là cái thời điểm giao dịch buổi chiều, chỉ số hai chỉ số VN Index và VN 50 đã có những cái thời điểm mà giảm điểm cũng khá là mạnh trong cái phiên giao dịch ngày nay. Tuy nhiên thì như bạn Khôi vừa có chia sẻ với anh chị là cái lực cầu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt cụ thể là nhóm ngân hàng, đã khá là tích cực trong cái nửa cuối của phiên giao dịch buổi chiều và giúp cho chỉ số cả hai chỉ số đều đóng cửa. Nhìn về cái diễn biến của chỉ số sau cái phiên giao dịch hôm nay, anh chị có thể thấy rằng là chỉ số VN Index hôm nay là một cái phiên mà đóng cửa. Chúng ta nhìn thấy một cái thân nến ngày hôm nay đóng cửa ở mức cao hơn so với cái giá cao nhất của ngày hôm qua. Khán phiên đóng cửa khá tích cực của VN30 của chỉ số VN Index. Nhìn về góc độ tuần thì chúng ta tiếp tục chứng kiến một tuần tăng điểm liên tiếp thứ hai sau một cái tuần vượt đỉnh lịch sử quanh 1.425 điểm của chỉ số VN Index. Thì hai tuần tiếp theo đó thì chúng ta chứng kiến hai tuần tăng điểm tiếp theo. Tuy nhiên những mức độ tăng điểm có phần hẹp dần so với cái phiên mà vượt đỉnh. Thanh khoản, đặc biệt thanh khoản hai tuần gần đây đều có tăng trở lại khá là mạnh mẽ. Chúng ta chứng kiến hai tuần tăng điểm và khối lượng giao dịch của hai tuần này đều vượt trung bình của 20 tuần trước, cho thấy rằng là cái dòng tiền đổ vào thị trường trong giai đoạn hiện tại khá là tích cực. Nhìn sang nhóm cổ phiếu VN30 thì ngày hôm qua chúng ta chứng kiến phiên VN30 có 3 phiên giảm liên tiếp với khối lượng tăng dần. Đặc biệt là phiên dịch hôm qua thì chúng ta chứng kiến cái chỉ số VN30 có lúc đã giảm dưới cái đường trung bình của 20 phiên, cũng tương đương nó cũng chính là cái vùng hỗ trợ mà là cái vùng đỉnh trước đó của chỉ số VN30 đã vượt qua quanh vùng 1.515 điểm của chỉ số VN30, và nó cũng trùng với cái đường trung bình động của 20 phiên. Do đó đây đang là cái vùng mà hỗ trợ rất quan trọng của chỉ số VN30 trong thời gian tới. Thì ngay phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN30 đã lấy lại được cái đà tăng sau khi mà test lại cái vùng hỗ trợ này. Thì đây nhìn về góc độ kỹ thuật thì đây là một tín hiệu khá tích cực của chỉ số VN30 trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn về góc độ khối lượng giao dịch, nhìn về cường độ thông qua cái khối lượng giao dịch, thì khối lượng giao dịch hôm nay có phần sụt giảm so với các phiên trước đó, đặc biệt là ba cái phiên giảm điểm của chỉ số VN30. Chúng ta chứng khối lượng ngày hôm nay chỉ có giảm khoảng tầm 50% đến 100% nếu chúng ta so với phiên ngày hôm qua. Thì đây là một cái tín hiệu cũng không thực sự tích cực ở nhóm VN30 trong phiên dịch hôm nay. Ở phiên dịch hôm nay chúng ta đầu phiên rộng buổi sáng thì thị trường cũng giao dịch khá là giằng co. Tuy nhiên thì hôm nay cũng là phiên kỳ họp Quốc hội, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã đăng đàn để chất vấn về những cái tình hình kinh tế xã hội trong cái thời gian vừa qua. Thì trong đó anh chị có thông tin là Thủ tướng Chính phủ có thông tin rằng sẽ có chính phủ sẽ có một cái gói kích thích kinh tế
quy mô đủ lớn ở thời điểm hiện tại để hỗ trợ Việt Nam chúng ta có thể tăng trưởng trở lại sau cái ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thì khi trước đó thì Bộ Kế hoạch Đầu tư có thông tin về gói kích thích kinh tế 800.000 tỷ. Thì điều này nó có cái tác động rất tích cực đến thị trường chứng khoán. Khi mà cái lượng tiền bơm ra thị trường ở thời điểm hiện tại thì nhiều khả năng nó sẽ chảy sang những cái kênh mà đầu tư với cái tỷ suất kỳ vọng cao và đi kèm rủi ro như là cái thị trường chứng khoán hay là thị trường bất động sản. Thì từ khi mà cái thông tin này ra thì cái thị trường chúng ta nó phản ứng khá là tích cực với cái sự tăng trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cái phiên giao dịch ngày 13 tháng 11 là cái phiên mà tưởng chừng như là đã có sự chuyển dịch của dòng tiền từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khi mà chúng ta chứng kiến một phiên các cổ phiếu mid cap, small cap bị chốt lời khá là mạnh, thậm chí những cổ phiếu từ trần về sàn. Và ngược lại thì VN30 hôm đó còn tăng điểm. Trong đó thì chúng ta thấy những cổ phiếu như Techcombank hay cổ phiếu ngân hàng tăng điểm rất mạnh. Tuy nhiên thì cái đà chuyển dịch đó nó không duy trì được điều tích cực, nó khiến cho các cổ phiếu ngân hàng thậm chí lại còn những tín hiệu nó tiêu cực hơn trong những một vài phiên dịch gần đây. Ví dụ chúng ta nhìn cổ phiếu Techcombank là một cổ phiếu mà rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm, bởi vì là cổ phiếu này đang là nhóm cổ phiếu mà có yếu tố cơ bản khá là tích cực, và thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp công bố cũng rất tích cực. Tuy nhiên thì cái giá cổ phiếu lại không phản ứng đúng theo cái chiều hướng tích cực của cái kết quả kinh doanh quý 3. Nên Techcombank sau một cái cây tăng ngày 3 tháng 1 thì sau đó là liên tiếp những cái nến giảm điểm và về test lại cái vùng hỗ trợ nằm quanh cái vùng 50.5 đến 51 của Techcombank. Thì phiên này là cái phiên mà tăng trở lại khá tốt của Techcombank ở cái vùng hỗ trợ này. Tuy nhiên thì cũng như bạn Khôi cũng vừa trao đổi thì khối lượng giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng ngày hôm nay cũng không thực sự tích cực, khi mà cái khối lượng giao dịch như công thương cũng đã test lại cái vùng hỗ trợ trước đó để tăng giá trở lại. Khối lượng giao dịch của công thương thì cũng không thực sự gọi là tích cực so với các phiên tăng điểm trước đó. Chúng ta chứng kiến cái phiên điểm tăng điểm trước đó cái khối lượng giao dịch khá lớn trung bình của 20 phiên, hay một vài cổ phiếu như Bit. Phiên này hồi phục cũng khá tốt tại những vùng hỗ trợ rất quan trọng của các cổ phiếu này. Ở thời điểm tại của thị trường thì chúng ta có một cái rủi ro của thị trường ở thời điểm hiện tại, đó là cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chính là vốn nhóm VN30, là cái nhóm mà gần đây cho những cái tín hiệu nó đang có dấu hiệu nó tiêu cực dần. Trong khi đó thì số VN Index của chúng ta vẫn khá là tích cực, vì các nhóm cổ phiếu mid cap hay các nhóm cổ phiếu small cap vẫn đang khá là tích cực, dòng tiền vẫn đang đổ vào các nhóm cổ phiếu đó khá nhiều, trong khi các nhóm cổ phiếu nó lớn, đặc biệt là các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì không được như kỳ vọng của các nhà đầu tư. Chúng ta đang kỳ vọng rằng dòng tiền sẽ sớm chuyển dịch sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì đây là một cái rủi ro ngắn hạn của thị trường ở thời điểm hiện tại. Kèm theo đó thì cái thanh khoản của thị trường, cái phiên dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị để ý là cái thanh khoản của thị trường có dấu hiệu sụt giảm so với các phiên trước. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ nhìn về một phiên giao dịch thì nó sẽ không đánh giá được nhiều, và chúng ta nên sẽ quan sát thêm những cái diễn biến của thị trường trong các phiên tuần tới để xem cái khối lượng giao dịch nó có sớm trở lại hay không. Nếu mà khối lượng giao dịch mà vẫn duy trì ở mức giảm và duy trì mức thấp ấy, thì đó là một tiếp tục là một cái tín hiệu mà cảnh báo cái rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của thị trường ở thời điểm hiện tại. Do đó thì tuần tới chúng ta cần quan sát kỹ cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cái dấu hiệu của dòng tiền của thị trường trong tuần tới. Nhìn về các nhóm cổ phiếu trong phiên dịch hôm nay thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy có một cái sự hồi phục khá tích cực, đúng cái kỳ vọng mà chúng ta đang chờ đợi nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi có nhóm này đã sớm trở lại cái thời điểm mà khá quan trọng trong phiên dịch hôm nay, khi mà chỉ số VN30 đang ở một cái vùng mà hỗ trợ rất quan trọng. Nếu mà không giữ được vùng này thì chỉ số VN30 hoàn toàn có thể về lại những cái vùng thấp hơn, dưới đâu đó quanh cái vùng 1480 điểm của chỉ số VN30. Nhóm cổ phiếu ngành thép thì hôm nay có hồi phục trở lại một chút. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy Hòa Phát là một cổ phiếu mà hôm nay có hồi phục, khi mà cổ phiếu đã vỡ cái đáy trước đó. Tuy nhiên phiên này có sự hồi phục với cái mức hồi phục hơn 1%. Chúng ta để ý khối lượng giao dịch của cổ phiếu này hôm nay khá là thấp hơn khá nhiều so với hai phiên bán trước đó. Hoa Sen cũng có hồi phục,
nhưng khối lượng giao dịch của nhóm này cũng vẫn tiếp tục thấp, hay năm kim cũng thế. Đó thì như anh chị theo dõi chương trình này thường xuyên thì anh chị thấy rằng là các chuyên gia đã cảnh báo cái rủi ro ngắn hạn, cái điều chỉnh ngắn hạn được cổ phiếu ngành thép đúng không ạ? Trước đó khá nhiều. Và hiện tại với cái phiên dịch hôm nay thì nhóm này nhiều khả năng vẫn là có quá trình hồi phục thôi. Chứ nếu chúng ta mua vào cái nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn thì nó không phù hợp cho cái nhóm này. Nhóm chứng khoán thì hôm nay chúng ta thấy có SSI. SSI hôm nay là tiếp tục là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu này đang giằng co ở cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó. Và hiện tại vẫn chưa rõ cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu này như thế nào. Do đó những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu nhóm cổ phiếu này. Nhìn chung nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn đang khá là tích cực, đã vượt đỉnh và đang trong quá trình đi ngang sideways. Vẫn khá là tích cực ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. Các cổ phiếu nhóm cổ phiếu bất động sản ta có đích tỏ vẫn duy trì cái tín hiệu khá tích cực, cái cổ phiếu đóng cửa trần trong phiên ngày hôm nay. Các cổ phiếu Nam Long cũng khá là tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay. Nhìn chung thì sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì Linh thấy rằng là cái dòng tiền hiện tại vẫn tập trung khá nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chúng ta có thể thấy trong cái khối lượng giao dịch ở đây, tổng khối lượng giao dịch trên sàn HO thì chúng thấy là đứng top đầu ba cổ phiếu trong top bốn cổ phiếu trong top đầu về thanh khoản. Về cái khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay thì chúng ta thấy là có Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Quân, Ita, MLC và ở dưới đó thì một vài cổ phiếu như Rose hay là Fit cho thấy là dòng tiền ở trên thị trường hiện tại vẫn đang tập trung khá nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong khi thì cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa được nhận được cái sự chuyển dịch của dòng tiền. Do đó thì trong tuần tới chúng ta cần phải quan sát thêm cái tín hiệu chuyển dịch của dòng tiền, xem dòng tiền có lan tỏa sang những cái nhóm cổ phiếu hóa lớn hay không, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, để chúng ta có thể xác định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường trong cái tuần tiếp theo, đặc biệt tuần tiếp theo là cái tuần đáo hạn phái sinh, do đó thì ít nhiều nó sẽ có cái tác động ngắn hạn đến thị trường trong cái tuần giao dịch tới. Còn về chỉ số VN Index thì vẫn đang duy trì một cái tín hiệu khá là tích cực, vẫn trong một cái xu hướng tăng giá thôi, vẫn là tích cực. VN30 thì chúng ta vẫn chưa vượt được cái vùng đỉnh, do đó thì chúng ta vẫn còn một cái rủi ro nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Anh chị Linh vẫn giữ quan điểm như trước đây, tức là anh chị ở thời điểm hiện tại khi mà cái rủi ro ngắn hạn của thị trường, rủi ro điều chỉnh của thị trường nó đang lớn dần, do đó chúng ta nên hạn chế gọi là FOMO, chúng ta mua đuổi những cổ phiếu mà midcap hay penny mà đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Và nếu anh chị bán cổ phiếu ấy, tức là anh chị bán cổ phiếu đi thì anh chị khi anh chị mua lại thì anh chị chỉ mua lại một phần thôi, ví dụ tầm 30-50% số tiền anh chị bán đi thôi, để chúng ta luôn luôn duy trì cái tỷ lệ cổ phiếu trong tiền mặt trong tài khoản để chúng ta chuẩn bị cho những cái trường hợp xấu xảy ra. Nếu thị trường có điều chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ có tiền để chúng ta mua vào những cổ phiếu tốt trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh đó. Thì Linh xin phép được hết cái phần chia sẻ về thị trường và sẽ xin dành thời gian cho những câu trả lời về cổ phiếu và thị trường cho anh chị nhà đầu tư ạ. Về cổ phiếu BCC và HT1 thì anh chị có thể thấy rằng là trước tiên chúng ta sẽ nhìn qua về cái yếu tố cơ bản hai cổ phiếu này. Thì trong cái kết quả kinh doanh quý 3 của hai cổ phiếu này thì chúng ta thấy cả hai cổ phiếu này đều kết quả kinh doanh quý 3 khá là tệ. Kết quả kinh doanh của Hà Tiên 1 đây. Hà Tiên 1 quý 3 là bị lỗ 20 tỷ, trong khi đó cùng kỳ là cổ phiếu này lãi 148 tỷ. Và BCC cũng thế. BCC thì kết quả kinh doanh quý 3 của BCC cũng không được tích cực. BCC thì quý 3 của BCC đang âm 6 tỷ so với cùng kỳ của cổ phiếu này lãi 26 tỷ. Thì nhìn vào cái yếu tố về mặt kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhóm cổ phiếu xi măng hay là một vài cổ phiếu liên quan đến xây dựng được hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công. Nó mới dừng lại câu chuyện kỳ vọng khi mà cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nó chưa theo kịp cái tăng trưởng của giá cổ phiếu trong cái giai đoạn vừa rồi, mà nó chỉ nằm ở cái sóng kỳ vọng vào cái làn sóng hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công. Nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật của hai cổ phiếu này thì phiên ngày hôm nay là cái phiên khá là tích cực của hai cổ phiếu này, khi BCC và HT1 tiếp tục xác nhận là vượt cái đỉnh ngắn hạn trước đó của hai cổ phiếu này.
một cái trend tăng giá khá là tốt của cả hai cổ phiếu này tính từ như BC Hà Tiên 1 tính từ giai đoạn tháng 8 năm 2021. Đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã duy trì một đà tăng khá là tốt từ vùng giá 14-15 lên thời điểm hiện tại. Nếu mà view về cái góc độ mua vào hai cổ phiếu này thì như Linh vừa chia sẻ với anh chị về góc độ cơ bản của hai cổ phiếu thì rõ ràng cái yếu tố cơ bản của hai cổ phiếu này nó đang không thực sự tốt cho đến cái quý 3 năm 2021. Và hiện tại cái biến động cái diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian qua thì nó hoàn toàn nó nằm ở cái kỳ vọng và cái sự hưởng lợi của cái làn sóng đầu tư công cũng giống như các cổ phiếu xây dựng khác. Nhìn về góc nhìn kỹ thuật thì phiên hôm nay có thể là một cái phiên mua vào tốt cho cái cổ phiếu BCC hay Hà Tiên 1 khi mà cổ phiếu đã chớm vượt cái đỉnh ngắn hạn này. Với một cái phiên vượt cũng khá là thuyết phục với khối lượng giao dịch gia tăng. Thì nếu anh chị đã mua vào phiên ngày hôm nay thì cũng ok rồi ạ. Còn nếu mà chúng ta tìm cái điểm mua cho cổ phiếu sau cái phiên tuần tới ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ cần chờ thêm một cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu này ấy. Khi mà cổ phiếu có cái điều chỉnh trong ngắn hạn về lại những cái vùng hỗ trợ tốt hơn của cổ phiếu này thôi. Chứ còn nhìn về cái đồ thị của ví dụ như HT1, chúng ta chưa có một cái nền giá đủ tốt của cổ phiếu này để chúng ta có thể quản trị được cái rủi ro khi mà tham gia những cổ phiếu nó vượt đỉnh với một cái chưa có một cái nền giá. Thì cái yếu tố về mặt rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu này khi mà cổ phiếu điều chỉnh hay thị trường điều chỉnh nó cũng khá là lớn. Do đó đối với những cổ phiếu này thì anh chị nên chờ cái nhịp điều chỉnh hoặc là một cái vùng tích lũy cổ phiếu, tức là cổ phiếu có một vài phiên tích lũy quanh vùng giá đã vượt thì chị có thể cân nhắc là chị mua vào thôi. Tuy nhiên thì những cái điểm mua ở trên ở vị thế này nó sẽ khá là rủi ro trong ngắn hạn nếu mà chúng ta có những cái phiên điều chỉnh thị trường chung. SSC thì như anh chị tham gia chương trình này thì SSC các chuyên gia cũng có trao đổi, SSC là một cổ phiếu mà có yếu tố cơ bản khá là tích cực ở trong cái nhóm bất động sản công nghiệp, là cái nhóm mà chúng ta cũng được kỳ vọng là sẽ tiếp tục sẽ được hưởng lợi từ cái làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc hay là cái làn sóng mà hưởng lợi từ cái FDI, đúng không ạ? Trong đó SSC những cái doanh nghiệp mà thứ nhất có quỹ đất khá là lớn ở trong khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, cái khu vực mà sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà phát triển cái hạ tầng trong cái khu vực phục đó. Thì SSC nó có một cái nhịp tăng khá là tốt trong cái giai đoạn vừa rồi. Và đến thời điểm hiện tại sau một cái phiên giảm mạnh ngày 3/11 thì các phiên dịch gần đây cổ phiếu đang hồi phục trở lại. Do đó nếu mà mua vào cổ phiếu này chúng ta có thể quan sát cái diễn biến của cổ phiếu này trong tuần giao dịch sắp tới, xem cái diễn biến giá có thực sự tích cực trở lại hay không. Còn với thời điểm hiện tại chúng ta sẽ khá khó để chúng ta mua vào cổ phiếu này, bởi vì thứ nhất nó gần cái đỉnh ngắn hạn ở đây, và cái thứ hai là nó có một cái nền giá nó khá xa cái nền giá mà trước đó cổ phiếu nó tạo vùng giá này. Do đó thì đối với trường hợp này, một là chúng ta sẽ chờ cổ phiếu nó vượt hẳn vùng đỉnh trên này và nó test trở lại thì chúng ta mua, hoặc là chúng ta sẽ chờ một cái cổ phiếu nó tạo được cái nền giá hoặc nó điều chỉnh trở lại trước khi nó có một cái cú vượt để chúng ta tham gia, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều đối với những cổ phiếu như SSC này. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của anh Linh về HT1, BCC và SSC ạ. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi về cổ phiếu của ngành công nghệ thông tin. Cụ thể ở đây là đánh giá của anh Linh với cả diễn biến của cổ phiếu LC ạ. LC là một cổ phiếu làm thầu cho các dự án công nghệ thông tin trước đây là cho Bộ Công an hoặc là làm về các liên quan đến giao thông. Do đó thì cổ phiếu này trong giai đoạn tăng giá vừa rồi nó cũng là một cái câu chuyện kỳ vọng về cái việc là hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công bên cạnh cái cổ phiếu như ITD, cổ phiếu mà chuyên về các tín hiệu gọi là thu phí không dừng hay thu phí một dừng. Thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà được hưởng lợi từ những cái làn sóng đầu tư công, cái làn sóng phát triển những cái hạ tầng đường xá. Ngoài ra LC thì chúng như Linh được biết thì còn có một cái dự án bất động sản ở khu đất ở chỗ Nguyễn Chí Thanh, thì đó vừa rồi nó cũng là một cái catalyst cho cổ phiếu này nó tăng giá trong thời gian vừa rồi. Nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy khá rõ khi mà cổ phiếu này đã có một cái nhịp tạo đỉnh ngắn hạn. Đây. Thứ nhất là cổ phiếu đã tạo được hai cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và cái đáy sau thấp hơn đáy trước khi mà chính thức phá vỡ vùng giá này và giảm hai phiên giao dịch gần đây, khối lượng giảm.
với khối lượng giá giảm, khối lượng rất là lớn. Do đó ngắn hạn cổ phiếu này nhiều khả năng đã tạo cái vùng đỉnh nhỉ? Tạo vùng đỉnh ngắn hạn ở thời điểm hiện tại, và chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta chờ đợi cổ phiếu này ở những cái vùng giá thấp hơn, hoặc là cổ phiếu nó thiết lập được một cái vùng giá cân bằng trước khi chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này trong ngắn hạn. Và cũng giống như các cổ phiếu liên quan đến xi măng, thì những cổ phiếu như là ITD, LC thì chúng ta cũng cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó cũng chưa thực sự cải thiện khá nhiều, mà nó đang nằm ở cái việc mà cái sóng kỳ vọng vào cái việc hưởng lợi của cái làn sóng đầu tư công hiện tại Việt Nam. Do đó thì nếu anh chị mà muốn mua vào cổ phiếu LC này, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chờ đợi thêm trước khi cổ phiếu, bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu vừa xác nhận là đảo chiều cái xu hướng giảm trong ngắn hạn này, tức là đảo chiều xuống tăng trước đó sang xuống giảm giá khi mà hình thành hai cái đỉnh sau, thấp hơn đỉnh trước và hai đáy sau thấp hơn đáy trước, khối lượng giao dịch hai phiên ở đây xác nhận khá là lớn, thì cái dư địa cổ phiếu này nó sẽ giảm trong thời gian tới, nó sẽ còn khá lớn. Do đó anh chị nên chờ cổ phiếu này có một vùng giá tích lũy hay là tạo được vùng giá cân bằng trước khi chúng ta tham gia cổ phiếu này trong ngắn hạn. Hỏi về thêm về cổ phiếu điểm vào của cổ phiếu GEG và SJC. SJC thì Linh cũng vừa trao đổi với anh chị ở trên đấy, thì SJC chúng ta ngắn hạn chúng ta chưa có cái điểm để chúng ta mua vào đâu. Chúng ta nên tiếp tục chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu này, một là vượt vùng đỉnh trước đó, hai là chúng ta có chờ một cái vùng tích lũy quanh đây để chúng ta tham gia vào SJC ngắn hạn. Còn về cổ phiếu GEG, GEG chúng ta nhìn vào cái đồ thị cổ phiếu này, cổ phiếu Điện Gia Lai, cổ phiếu cũng trong thời gian đoạn vừa rồi cũng tăng giá khá là tốt. Ngắn hạn cổ phiếu nó có cái vùng đỉnh đâu đó quanh vùng giá 23 đến 23.5 là cái vùng đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này. Thì ở giai đoạn hiện tại, nếu mà anh chị đã hỏi về chiều mua vào cổ phiếu này, thì cá nhân Linh nghĩ rằng chúng ta chưa có một cái vùng đủ tốt để chúng ta mua vào đâu. Tại sao lại như thế? Thứ nhất là cổ phiếu này đang giao dịch khá gần cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó quanh vùng giá 23 đến 23.5. Do đó khi chúng ta mở một cái vị thế mua ở thời điểm hiện tại này, thì cái tỷ lệ cái lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó khá là nhỏ. Khi mà chúng ta kỳ vọng lên mua 22 lên vùng giá 23 23.5 thì cái lợi nhuận của chúng ta khá là thấp. Trong khi đó cái rủi ro của chúng ta nếu chúng ta bị sai thì chúng ta sẽ khá là khó. Ví dụ đây, sai chúng ta vỡ vùng này chúng ta cắt chẳng hạn, thì nó mới là một cái vùng mà tính trên cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro kỳ vọng ở một cái cơ hội này nó khá là không hợp lý cho cổ phiếu này. Do đó thì nếu anh chị muốn hỏi chị mua ấy, cổ phiếu này thì tốt nhất chúng ta, thứ nhất chúng ta nên chờ, nếu cổ phiếu nó tích cực thì chúng ta chờ nó vượt hẳn lên trên cái vùng đỉnh này đi, vượt hẳn lên trên cái vùng này đi, sau đó nó điều chỉnh trở lại thì anh chị có thể mua. Bởi vì sao? Vì khi đó cổ phiếu đã vượt được cái đỉnh này rồi thì nhiều khả năng cổ phiếu nó sẽ tiếp tục duy trì được cái đà tăng tiếp theo, tức là khi đó cái tín hiệu nó sẽ rất là tích cực, bởi vì không còn lượng cung bị thua lỗ ở vùng giá này nữa. Khi mà cổ phiếu đã tăng giá vượt lên rồi thì cái xác suất để cổ phiếu nó có tăng mạnh trong thời gian tới nó khá là cao. Do đó anh chị nên chờ một cái tín hiệu nó vượt khỏi cái vùng đó, hoặc là cổ phiếu nó có duy trì được một cái đà những cái viên tích lũy quanh vùng giá này để chúng ta mua vào. Đối với cổ phiếu này, vì cổ phiếu này có 5 phiên tăng, 6 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thì chưa có một cái phiên tích lũy nào của cổ phiếu này đủ tốt để chúng ta có thể quản trị rủi ro cho cái lệnh chúng ta được mua. Do đó thì anh chị lưu ý rằng chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta có quyền được lựa chọn. Anh chị nên nhớ chúng ta có quyền lựa chọn, là chúng ta lựa chọn có tham gia thị trường hay không, rồi chúng ta lựa chọn mua vào cổ phiếu nào, lựa chọn mua vào giá nào, đúng không ạ? Thì chính những cái lựa chọn đó nó sẽ quyết định đến cái hiệu quả của cái đầu tư của danh mục của mình. Còn nếu anh chị không lựa chọn ấy thì vô tình cái thị trường hay là các Zoom hội nhóm sẽ gián tiếp tác động vào cái lựa chọn của anh chị, thì khi đó cái rủi ro về việc bị động về mặt hành động của anh chị nó sẽ khá lớn. Do đó Ninh nghĩ rằng khi chúng ta lựa chọn một cơ hội, chúng ta cũng nên cân nhắc về vấn đề rủi ro, nếu chúng ta sai thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu ở cái cơ hội này, đúng không ạ? Thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Chị khách hàng ở đây có hỏi về chiều mua vào cổ phiếu TCL, QLS, VDS, DXS. Linh chia sẻ thêm một chút về các cổ phiếu này. Thì đầu tiên là cổ phiếu QLS. QLS là một cổ phiếu mà cá nhân Linh cũng theo dõi khá kỹ trong phiên ngày hôm nay. QLS thì theo anh chị biết thì cổ phiếu này là cổ phiếu liên quan đến ngành đường Quảng Ngãi. Tuy nhiên thì cái tỷ trọng doanh thu của cổ phiếu này
thì nó lại đến khá nhiều từ cái mạch sữa, trong đó cụ thể là sữa Vinasoy, sữa đậu nành. Thì kết quả kinh doanh của quả QNS khá là tích cực trong thời gian gần đây. Đây chúng ta để ý rằng là cái doanh thu của doanh nghiệp có cái sự tăng trưởng cũng khá là tốt. Đặc biệt là cái biên lợi nhuận gộp này, biên lợi nhuận gộp chúng ta để ý rằng là cái quý 1 2021 này biên lợi gộp hơn 300 tỷ. Tuy nhiên thì chúng ta sang cái biên lợi nhuận gộp vào quý 3 và quý 2, quý 3 năm nay đang có sự tăng trưởng trở lại. Đúng không ạ? Đang có sự tăng trưởng trở lại. Và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng duy trì cũng khá tích cực, như quý 3 năm 2021 tăng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 348 tỷ so với 233 tỷ của quý 3 năm 2020. Nhìn về cái diễn biến cơ bản và yếu tố cơ bản của doanh nghiệp này cũng khá là tích cực. Bên cạnh đó thì ở ngoài thị trường có những cái thông tin liên quan đến mặt M&A ở phiếu này. Tất nhiên thì cái thông tin đó thì nó chưa được mà xác nhận, tức là chúng ta có một cái cổ đông của có một cái cổ đông lớn của chứng khoán Dòng Việt đang nắm giữ cái cổ phiếu này, đúng không ạ? Thì thị trường đang đồn đoán về góc độ M&A ở phiếu này. Tuy nhiên thì linh thường cũng không quan tâm nhiều những yếu tố về mặt tin tức thị trường đâu, bởi vì mình thực sự mình không đánh giá được cái thông tin đó là đúng hay là sai, mà mình chỉ nhìn thuần về góc độ phân tích kỹ thuật thì diễn biến giá của cổ phiếu thôi. Bởi vì thông thường nếu mà cái thông tin tích cực ấy, thì nó sẽ được phản ánh vào giá đó. Để nhìn về thêm về góc độ phân tích kỹ thuật trong phiên ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp mà cổ phiếu tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng giá quanh 54-55, sau đó cổ phiếu đã có một cái nhịp giảm. Tuy nhiên thì nhanh chóng cổ phiếu đã lấy lại được cái đà tăng này. Nhóm đường trong thời gian vừa qua cũng khá là tích cực, khi mà nhóm này chúng ta biết về cái được hưởng lợi từ cái áp thuế chống bán phá giá từ đường của Thái Lan, đúng không ạ? Nên tất cả các cổ phiếu nhóm đường trong cái giai đoạn vừa rồi tăng khá là tốt, như LSS, QNS hay là SLS, cái đường mía đường Sơn La cũng tăng giá khá là tốt trong thời gian vừa qua. Thì QNS cũng không ngoại lệ, chúng ta nhìn thấy cái trạng thái của QNS hiện tại khá là tích cực. Hai cái phiên tăng gần đây, anh chị để ý là khối lượng giao dịch của cổ phiếu này tăng trở lại khá là tích cực trong thời gian gần đây, tăng rất mạnh, đúng không ạ? Và cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này sẽ nằm vùng 54-55. Do đó thì anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc tham gia cổ phiếu này trong cái phiên giao dịch tuần tới, nếu cổ phiếu nó có sự tiếp tục cái diễn biến tăng trong cái phiên giao dịch thứ hai tuần tới, anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu này, và chúng ta có cái vùng cắt lỗ của chúng ta đâu đó quanh những vùng giá 52. Nếu mà cổ phiếu này nó bị chúng ta bị sai thì chúng ta hoàn toàn cắt lỗ quanh vùng giá này, thì đây là một cơ hội cũng khá ok, theo Linh thấy là khá ổn. Trường hợp của Tân Cảng TCL thì cái nhóm cảng biển trong giai đoạn nhịp vừa rồi cũng vẫn là rất là tích cực, khi mà nhóm này thì được hưởng lợi từ cái câu chuyện về cái chỉ số cái BDI, cái giá cước vận tải tăng trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái hưởng lợi từ những cái làn sóng FDI và Việt Nam, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái giai đoạn mà các cổ phiếu nó tăng nóng trong thời gian vừa qua, các cổ phiếu ngành nhóm cảng biển nó tăng khá là nóng trong thời gian vừa qua, thì cái đến cái giai đoạn hiện tại này thì nhiều khả năng cái nhóm cảng biển này sẽ có sự phân hóa. Nó phân hóa theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có khả năng tăng được công suất hay không, hoặc là những doanh nghiệp mà cái vị trí cảng biển đó nó có thuận lợi để đón tiếp những cái tàu trọng tải lớn hay không, nó sẽ quyết định đến cái tăng trưởng của các cổ phiếu nhóm cảng biển trong thời gian tới. Thì trong nhóm cảng biển thì cá nhân linh vẫn khá là ưa thích cái cổ phiếu Gimdep, mà Gimdep nó có nhiều cái lợi thế ở trong nhóm ngành cảng biển. Nhìn về TCL thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này đã vượt được cái vùng đỉnh trước đó và đang quay trở lại test cái vùng này. Khối lượng của cổ phiếu này trong một vài phiên dịch gần đây cũng khá là tích cực, khi những phiên tăng khối lượng rất lớn và những phiên giảm điều chỉnh khối lượng đều nhỏ. Do đó thì nếu anh chị muốn mua vào cổ phiếu này, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc trong cái phiên giao dịch tuần tới, nếu mà cổ phiếu nó tiếp tục nó xác nhận cái tín hiệu. Hôm nay là một cây nến mà cho chúng ta thấy cái tín hiệu xác nhận thành công, test thành công cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt. Do đó nếu anh chị muốn mua cổ phiếu này thì mai phiên ATC ngày hôm sau anh chị có thể đặt trụ đóng cửa ngày hôm nay là 43.6, thì anh chị có thể đặt mua cao hơn khoảng tầm 2 like tầm 43.8 nếu cổ phiếu nó vượt qua vùng giá đấy, để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào, chúng ta đặt cắt lỗ của chúng ta nếu cổ phiếu này vỡ vùng giá 42. Thì đây là một cơ hội cũng khá là tốt, khi mà thứ nhất là cổ phiếu đang trong một xu hướng tăng giá, cái thứ hai cổ phiếu đã vượt đỉnh ngắn hạn, đúng không ạ? Và cái thứ ba là cái nhóm ngành cảng biển hiện tại vẫn đang là một nhóm khá là khỏe trên thị trường hiện nay. Uh,
Về VDS và DXS thì VDS thì nhóm chứng khoán cũng khá là vẫn đang khá là tích cực. VDS thì chúng ta thấy đang sau khi vượt vượt bằng những kênh nến mà nó không không thực sự được tiếp tục lắm, tức là kênh nến chỉ khoảng tầm 1-2% thôi, thì sau đó cổ phiếu đó điều chỉnh trở lại và hôm phiên nay đang tăng tăng giá. Cổ phiếu này thì nếu chúng ta nhìn về góc độ kỹ thuật thì tín hiệu vẫn vẫn khá là tích cực. Do đó thì nếu nếu anh chị có mua vào cổ phiếu này, chúng ta có thể quan sát cái diễn biến tuần sau để chúng ta cân nhắc. Nếu mà cổ phiếu nó tiếp tục nó giữ được cái vùng vùng quanh 36 này và nó bật tăng trở lại thì đây là một cơ hội cũng anh chị cũng có thể cân nhắc. Còn DXS thì cái xu hướng của cổ phiếu này nó chưa khá không không gọi là không rõ ràng trong ngắn hạn, khi mà chúng ta không nhìn thấy một cái động lực giá đủ tốt trong ngắn hạn để chúng ta tham gia. Sau đó thì cổ phiếu này anh chị nên tiếp tục theo dõi thôi, chúng ta chưa nên vội mua vào ngắn hạn cổ phiếu này. Trong thời gian vừa qua thì đất xanh tăng khá tốt, tuy nhiên thì DXS lại không 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 được tích cực bằng, và thời gian vừa qua thì DXS còn điều chỉnh giảm kết quả kinh doanh. Ở đây có một anh khách hàng có hỏi về xu hướng của hai tuần cuối tháng nên tập trung vào ngành nào và mã nào đáng chú ý. Khi mà thị trường của chúng ta đang có tín hiệu khá là tích cực này thì cá nhân Linh nghĩ rằng nhóm chứng khoán vẫn là cái nhóm mà được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Khi các cổ phiếu trong nhóm này đều tăng khá là tốt trong thời gian vừa qua. Do đó thì anh có thể tập trung vào nhóm những lời có thể lựa chọn nhóm cổ phiếu chứng khoán để chúng ta cân nhắc giao dịch trong tuần tới. Thì hiện tại các cổ phiếu nhóm chứng khoán thì chúng ta thấy có những trường hợp như của SHS chẳng hạn. SHS là một cái trường hợp mà đã vượt đỉnh ngắn hạn và đang trong quá trình mà retest lại, và cổ phiếu đã có đến khoảng tầm 5 phiên liên tiếp đóng cửa quanh vùng giá 44. Và chúng ta nhìn thấy những cái bằng những cái nến doji cho thấy rằng là cái vùng này đang là cái vùng mà có cái sự giằng co khá là mạnh của bên mua và bên bán. Và cái phiên giao dịch ngày hôm nay này là cái phiên mà đóng cửa trên cái giá 44 này, đóng cửa mức giá 44.5 là khá tích cực về mặt diễn biến giá. Tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu này nó không được tích cực. Nó tức là nó không được tích cực đi kèm với yếu tố giá. Thì do đó anh chị có thể quan sát thêm cái diễn biến của tuần tới ở cổ phiếu này để chúng ta có thể cân nhắc. Nến tuần của cổ phiếu này đóng khá là tốt, hai tuần tăng liên tiếp và có khối lượng cho thấy dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu trở lại cái nhóm cổ phiếu này. Hay là trường hợp của SSI cũng là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cũng có cái mấy phiên liên tiếp cổ phiếu tích lũy quanh vùng giá này rồi. 4 phiên liên tiếp đóng cửa quanh cái vùng giá 44.5, 44.6 này rồi. Gần đây khối lượng giao dịch trở lại khá là tốt. Do đó cổ phiếu này nếu mà trong tuần tới nó có một cây nến tăng giá vượt cái vùng giá này thì anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào cho cổ phiếu SSI này. Đây là một cổ phiếu mà cá nhân Linh nghĩ cũng khá là ok ở thời điểm ngắn hạn. Các cổ phiếu như VND hay là VCI thì cũng đã tăng khá nhiều thời gian vừa rồi, và nó cũng hay FTS cũng thế. Thì nó khá xa cái vùng mà chúng ta có thể quản trị rủi ro được, nên là anh chị có thể cân nhắc lựa chọn những cổ phiếu như SHS hay là HCM là những cổ phiếu và hay là SSI là những cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong cái nhịp đầu tuần sau. Thì khi mà cái khối lượng giao dịch, cái thanh khoản trên thị trường nó vẫn còn khá là lớn, và các công ty chứng khoán liên tiếp tăng gọi là tăng vốn, như Linh biết là các công ty chứng khoán vừa rồi tăng vốn, tuy nhiên thì lượng margin đến thời điểm hiện tại vẫn khá là căng, cho thấy rằng là cái lượng tiền đổ vào thị trường khá là lớn trong thời gian vừa rồi thể hiện qua thanh khoản, thì điều này nó sẽ giúp cho cái kết quả kinh doanh quý 4 của các công ty chứng khoán nó sẽ khá là tích cực. Bởi vì các công ty chứng khoán thì thường anh chị biết là cái doanh thu của các công ty chứng khoán nó đến thường thường sẽ từ ba nguồn. Nguồn đầu tiên là nguồn về phí giao dịch, từ môi giới, kinh doanh môi giới. Cái thứ hai là về hoạt động cho vay margin, và thứ ba là về cái tự doanh. Với cái hoạt động tích cực của thị trường trong giai đoạn vừa rồi thì cái kỳ vọng vào cái việc lợi nhuận của các công ty chứng khoán trong quý 4 này nó sẽ vẫn tích cực. Sau đó anh chị có thể cân nhắc lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán này để chúng ta mua vào. Tuy nhiên thì cũng lưu ý một chút là chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu đã có một cái nền giá tốt để chúng ta mua vào, để chúng ta có thể quản trị được cái rủi ro, chứ tránh chúng ta mua đuổi theo những cổ phiếu mà nó đã tăng nóng thời gian vừa rồi. Ở đây thì có anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu Hòa Phát, Nam Kim và Thiên Long. Hòa Phát và Nam Kim thì Linh cũng vừa trao đổi ở phần đầu. Thì cá nhân Linh nghĩ rằng cái nhóm cổ phiếu ngành thép này trong ngắn hạn nó đang có cái yếu tố hơi tiêu cực trong ngắn hạn, có dấu hiệu của dòng tiền rút ra trong ngắn hạn ở các cổ phiếu này. Thì chúng ta thấy cái khối lượng những cái phiên bán ra gần đây nó khá là lớn,
Trong khi đó những cái phiên hồi phục chúng ta, thứ nhất là hồi phục chỉ có một phiên hồi phục rất là ngắn, khối lượng cũng khá là thấp, nên dòng tiền ngắn hạn đang có dấu hiệu bị rút ra cổ phiếu này ở nhóm ngắn hạn, nhóm thép này rồi. Sau đó thì anh chị ngắn hạn tạm thời chưa nên quan tâm đến cổ phiếu này, trừ khi cổ phiếu này nó tạo được một cái cấu trúc tăng trở lại. Linh nghĩ rằng sẽ phải mất thời gian để cổ phiếu này nó trở lại. Sau đó thì ngắn hạn anh chị chưa vội tham gia cái nhóm cổ phiếu ngành thép này, mà chúng ta nên dành gọi tiền cho những cơ hội nó sáng hơn trên thị trường. Về trường hợp của Thiên Long thì cổ phiếu này là một cổ phiếu mà trước đó cũng khá là tốt, khi một cổ phiếu kinh doanh về những cái liên quan đến giáo dục, đúng không ạ? Bút bi Thiên Long. Và cái cổ phiếu này bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái dịch Covid-19, khi mà giãn cách xã hội và tình trạng hiện nay là các học sinh đã chưa trở lại được trường và hiện tại vẫn học trực tuyến, nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái doanh thu và cái lợi nhuận của Thiên Long trong cái thời gian vừa qua. Và chúng ta nhìn về cái trạng thái của Thiên Long ấy, thì sau một cái nhịp tăng mạnh từ 2014 này và cổ phiếu đó tạo đỉnh và đi xuống từ 2017 đến đầu 2020 là một cái giai đoạn cổ phiếu đi xuống. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, từ đầu 2020 đến hiện tại, chúng ta thấy cổ phiếu này đã bước vào một cái xuống tăng giá mới, khi cổ phiếu hình thành những cái đáy sau cao hơn đáy trước. Đây, đáy sau cao hơn đáy trước. Và những cái đỉnh sau ở đây cao hơn đỉnh trước. Đây, đỉnh đây và đỉnh đây, đỉnh đây, đỉnh đây, đỉnh đây. Thì rõ ràng cổ phiếu này đang trong một xuống tăng giá rồi. Do đó anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc và chúng ta tìm một cái điểm mua cho cổ phiếu này trong ngắn hạn. Tuy nhiên linh ý một chút là cổ phiếu này thanh khoản nó khá là thấp, nó khoảng tầm trung bình khoảng tầm 20 phiên chỉ có 86.000 cổ phiếu thôi, dưới 100.000 cổ phiếu trong một phiên. Do đó thì và Linh cũng đang theo quan sát khá kỹ cái diễn biến giao dịch cổ phiếu này rồi trong thời gian vừa qua, và thấy rằng là cái diễn biến biến động trong ngắn hạn cổ phiếu nó khá là lớn, bởi vì là cái thanh chính vì cái thanh khoản nó tăng thấp này. Sau đó những cái anh chị thấy rằng là cái chiều cái lệnh đặt mua hay lệnh đặt bán ấy, nó cách khá xa. Do đó thì chúng ta khi giao dịch những cổ phiếu này, mua bán cổ phiếu này thì nó khá là khó, và đôi khi chúng ta sẽ bị thiệt về giá cả chiều mua và cái chiều bán. Thì đó là một cái anh chị cần cân nhắc khi mà chúng ta tham gia với một cổ phiếu mà cái thanh khoản nó thấp như này. Còn nhìn về ngắn hạn thì chúng ta cổ phiếu đang giao dịch trong một cái vùng giá từ quanh 41 cho đến vùng giá 46-47, trong một cái vùng đi ngang này. Đó thì do đó ở cổ phiếu này chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta theo dõi thôi, chứ ngắn hạn chúng ta chưa nên vội. Và cái vùng mà chúng ta kỳ vọng ấy, nó sẽ nằm ở đâu đó quanh cái vùng giá của cái đường trung bình lao động 50 phiên này, nó khoảng tầm 43 gì đó, là cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng xem trong cái nhịp sắp tới cổ phiếu nó có được tạo được hỗ trợ quanh vùng giá này để chúng ta cân nhắc không. Thì đây là cái view của Linh về cổ phiếu Thiên Long, cổ phiếu mà cũng khá là ổn, tuy nhiên thì khá ổn mặt kỹ thuật, tuy nhiên thì cái tính thị trường nó khá là thấp và cái thanh khoản nó cũng thấp, do đó anh chị cần lưu ý khi chúng ta tham gia cổ phiếu này. Một anh có hỏi về chiều giữ của cổ phiếu VGT, VND và KSB. Thì VGT vẫn là một cổ phiếu mà gần như đang khỏe nhất trong nhóm cổ phiếu ngành dệt may, đúng không ạ? Vì VGT thì nó đang có câu chuyện về mặt thoái vốn của nhà nước, của SCIC. Sau đó thì trong cái thời gian vừa qua thì cái diễn biến giá cổ phiếu này nó cũng khá là tích cực, khi mà nó vượt cái vùng đỉnh quanh giai 2, sau đó tăng khá là mạnh. Cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ thôi, bởi vì ngắn hạn thì hai phiên gần đây của việc điều chỉnh, tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch nó khá là thấp, khối lượng thấp hơn nhiều so với trung bình 20 phiên, cho thấy chúng ta thấy là chưa có dấu hiệu của dòng tiền nó thoát ra ở cổ phiếu này. Do đó anh chị tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này khi một cổ phiếu này đang là cổ phiếu gần như là khỏe nhất trong nhóm dệt may, như TNG hay TCM thì đều đang khá là yếu, chỉ có mỗi VGT nó có khỏe thôi. Thì VGT nhìn chung vẫn còn câu chuyện của thoái vốn của nhà nước ở cổ phiếu này. Do đó thì chúng ta đang nắm cổ phiếu này, chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ thôi. VND cũng thế ạ. VND thì cổ phiếu này đã vượt vùng đỉnh và sau đó có một nhịp tăng khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Và như Linh vừa chia sẻ với anh chị, nhóm chứng khoán vẫn là nhóm mà được kỳ vọng trong thời gian tới, khi mà cái thứ nhất là cái thanh khoản thị trường cải thiện khá là tốt trong thời gian vừa qua, và cái thứ hai là nhóm chứng khoán thì nhiều khả năng các công ty chứng khoán sẽ phải tiếp tục tăng vốn để có thể đảm bảo được cái nhu cầu sử dụng margin các nhà đầu tư trên thị trường. Do đó thì câu chuyện của nhóm cổ phiếu chứng khoán này còn khá sáng thời gian tới. Anh chị đang nắm giữ cổ phiếu VND, một trong những cổ phiếu mà khỏe nhất nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại rồi, thì chúng ta không có lý do gì chúng ta phải bán ra cổ phiếu khi mà cổ phiếu nó chưa có một tín hiệu xấu trong ngắn hạn cả. Do đó thì cổ phiếu này anh chị cứ tiếp tục nắm giữ đấy.
Về cổ phiếu tiếp theo, ở đây có một anh chị có hỏi về cổ phiếu KSB. KSB thì cũng vẫn tiếp tục nắm giữ được anh chị nha, bởi vì KSB cũng là một trong những cổ phiếu về về đá xây dựng. Đá xây dựng thì KSB hay là có cổ phiếu khác trong ngành như DHA, C32 là những cổ phiếu đá xây dựng, mà những cổ phiếu này nó sẽ được kỳ vọng hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công, giống như câu chuyện của ngành của bọn của nhóm xây lắp, hay câu chuyện của nhóm xi măng. Thì nhóm đá xây dựng cũng là một cái nhóm mà được kỳ vọng là sẽ được lợi từ cái làn sóng đầu tư công, và các cổ phiếu trong nhóm này cũng đều đều tăng giá khá là tốt trong thời gian qua, như C32 hay là DHA liên tục vượt đỉnh. KSB thì cũng tiếp tục vượt cái đỉnh ngắn hạn, và cổ phiếu đang đang trong chu trình hồi phục trở lại sau cái phiên giảm mạnh ngày 31 mùng 3 tháng 11. Ngắn hạn thì chúng ta nhìn thì cổ phiếu này nó đã vượt cái đỉnh này rồi. Gần như đã vượt mọi thời đại rồi. Đúng không ạ? Nó vượt đỉnh mọi thời đại vùng giá này rồi. Cho thấy chúng ta có 4 tháng liên tiếp cổ phiếu tăng giá, anh chị nhìn thấy 4 tháng liên tiếp cổ phiếu tăng giá. Đúng không ạ? Thân nến nó khá là lớn. Và ở ngắn hạn này chúng ta thấy rằng là cái việc mà cái phiên mà bán ngày ngày mùng 3 tháng 11 này, khối lượng nó chưa thực sự là lớn so với các phiên tăng trước đó. Nếu mà nó phân khối lượng này nếu mà là phân phối thì nó phải gấp rất nhiều so với các phiên tăng trước đó thì nó mới mới có dấu hiệu của sự phân phối. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này vẫn đang hồi phục trở lại sau một cái phiên bán này. Do đó thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi. Và chúng ta ngắn hạn chúng ta có một cái vùng đỉnh đâu đó quanh vùng giá này, chính là cùng cái đỉnh cao nhất cái đến này, tức là khoảng tầm 43.3 sẽ là cái vùng mà quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu này trong trong cái phiên sắp tới, để cái vùng xem vùng này nó có phản ứng giá, hay là cổ phiếu này nó có tiếp tục tăng được trong thời gian tới hay không. Đó. Còn chúng ta nắm giữ và chúng ta đưa nâng cái vùng cắt lỗ của chúng ta lên cái vùng giá này. Đâu đó quanh vùng 39.5 đến 40, nếu nó vi phạm vùng giá này thì chúng ta sẽ bán ra thôi. Còn nếu không chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ thôi. Anh chị đây có hỏi về chiều mua của Hòa Phát, thì lúc vừa trao đổi ở trên Hòa Phát ngắn hạn anh chị tạm thời anh chị chưa nên quan tâm của nhóm phiếu này. OCB và TCB thì OCB sau cái phiên mà vượt cổ phiếu đã bị bán ba phiên, anh chị thấy ba phiên bán này khá là chủ động đúng không ạ? Chúng ta thấy những cái phiên này khối lượng thứ nhất là cái thân nến nó khá là lớn, cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó cũng có dấu hiệu gia tăng và nó test lại đúng cái vùng đỉnh trước đó của phiếu này. Do đó thì với cái dư địa của cái nhịp rơi từ vùng đỉnh này này thì anh chị nếu mà chúng quan tâm cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát thêm ở thời gian tới xem là cái vùng giá này nó có giữ được không, đúng không? Bởi vì khối lượng phiên ngày hôm nay phục hôm nay nó khá là thấp, nó chưa nói nên nhiều điều ở phiên ngày hôm nay đâu. Do đó anh chị có thể quan sát thêm cái diễn biến ở vùng này, nếu mà nó tạo một cái nền quanh đây này và nó bật tăng trở lại thì khi đó mới là cái cơ hội anh chị để anh chị tham gia, nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu này OCB này. Còn Techcombank thì Techcombank hôm trước các anh chị ở trong trong cái trong Zoom của trung tâm tư vấn đầu tư hỏi khá nhiều về cổ phiếu chiều mua cổ phiếu này, thì Linh có chia sẻ là chúng ta có thể cân nhắc chúng ta giải ngân đâu đó quanh giá 52 đến 52.5 ở cổ phiếu này. Tuy nhiên chúng ta nên chỉ nên giải ngân một phần thôi, bởi vì cái xu hướng chúng ta nhìn cái xu hướng của Techcombank nó vẫn chưa chưa xác nhận tăng giá trở lại, vì nó đang vẫn trong một vùng sideways thôi, và cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này nó sẽ nằm ở vùng giá 54. Sau đó thì khi mà vượt được 54 này này thì nhiều khả năng cái mức độ tăng giá của Techcombank nó sẽ mạnh mẽ và nó rõ ràng hơn. Sau đó nếu anh chị nào mà quan tâm đến cổ phiếu này thì chúng ta có thể giải ngân đâu đó quanh cái vùng 50 này, cái vùng kẻ link kẻ ở đây này, khoảng tầm quanh vùng giá 51, nếu 51 52 nếu có chúng ta giải ngân một phần trước để chúng ta lấy vị thế, sau đó chúng ta chờ cổ phiếu nó vượt trên 54 này thì chúng ta sẽ giải ngân nốt còn lại. Thì đó là kế hoạch giao dịch cho Techcombank mà Linh chia sẻ thêm với anh chị. Những cổ phiếu mà nó chưa có xác nhận được cái xu hướng tăng giá thì anh chị nên tham gia ở một cái vị thế vừa phải thôi. Vì thế như Techcombank chúng ta chỉ mua để chúng ta có vị thế thôi, chúng ta chưa nên tham gia nhiều ở cổ phiếu này. Chiều anh chị hỏi về chiều mua của VX và VGI. VX là một cổ phiếu nhóm chứng khoán mà có lẽ trong cái giai đoạn vừa rồi nó tăng khá là nóng đúng không ạ? Cổ phiếu này thì nó liên quan đến rất nhiều cổ phiếu khác, ví dụ như anh chị thấy như IDC này, GX này, thì nó đều là những cổ phiếu mà cùng dòng với nhóm này. Sau đó cũng không có gì lạ khi mà cái cổ phiếu này nó vừa rồi nó tăng gần như là vượt trội so với các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán. Chiều mua cổ phiếu này thì tất nhiên chúng ta không còn ngắn hạn, chúng ta không còn để mua vào nữa rồi. Khi mà
cổ phiếu đã vượt vùng đỉnh trước đó và tạo quanh vùng 26.5. Tuy nhiên thì chưa có một cái cổ phiếu nó chưa có một cái nền giá đủ tốt để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này, khi mà cái giai đoạn trước đó cổ phiếu tăng giá khá là mạnh rồi thì cổ phiếu cần phải có một vùng chưa đủ tốt để chúng ta có thể tham gia. Chứ chúng ta tham gia vùng này thì nếu có rủi ro về điều chỉnh ngắn hạn thì nó sẽ khá khó cho chúng ta ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì cá nhân anh nghĩ rằng cổ phiếu này anh chị chưa nên tham gia vội cổ phiếu này. Ta nên chờ một cổ phiếu, hoặc là chúng ta lựa chọn những cổ phiếu nó gọi là có tính thị trường hơn ở trong trong nhóm chứng khoán để chúng ta tham gia. Chứ những cổ phiếu này thì nó không nhiều tính thị trường, do đó thì anh chị nó khá rủi ro cho chúng ta, đặc biệt là đang ở vùng giá cao. Về trường hợp của VGI thì VGI hay là CTR thì là một nhóm cổ phiếu liên quan đến đến Viettel, cũng khá là tích cực như VGI. Như hôm trước chúng ta cũng có trao đổi thì VGI, cái kết quả kinh doanh gần đây của VGI đang có cái sự cải thiện khá là tốt, nhưng khi những cái thị trường như Đông Nam Á quả VGI cũng đã có sự cải thiện nhiều. Về diễn biến giá của VGI thì anh chị nhìn thấy rằng cổ phiếu này sau khi đã tăng cái nhịp tăng khá mạnh trong đến đầu năm 2021 này, thì đến cái điểm này cổ phiếu đang trong cái trận đây, đoạn cả đoạn này là cổ phiếu trong một cái nhịp giảm, thì chúng ta nhìn thấy cái đáy sau thấp hơn đáy trước này, đúng không ạ? Tuy nhiên thì sang đến cái thời điểm này, sang đến từ cái thời điểm này trở đi thì cổ phiếu này đã trở lại cái xu hướng tăng giá. Đây, cổ phiếu đã trở thành cái xu hướng tăng giá khi mà những cái đáy sau này cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tuy nhiên thì khi giao dịch cổ phiếu này, anh chị cũng cần lưu ý rằng là ngắn hạn giao dịch cổ phiếu này nó khá là khó, thực sự nó khá là khó giao dịch cổ phiếu này, bởi vì nó không có một cái nền, thực kiểu nó cứ lên theo kiểu hình nhọn này anh chị này, chữ V này, thì nó khá khó để anh chị có thể tìm cái điểm mua vào cổ phiếu này. Và đặc biệt trong trong phiên giao dịch gần đây, CTR VGI đang có dấu hiệu bị bán này, bị bán khi mà khối lượng giao dịch có dấu hiệu trở tăng trở lại này, hay là con cổ phiếu công trình Viettel cũng thế, anh chị thấy không? Công trình Viettel 4 phiên giao dịch gần đây, 5 phiên giao dịch gần đây đều bị bán, khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng, do đó ngắn hạn thì cái rủi ro ở nhóm cổ phiếu này nó đang lớn dần lên, do đó anh chị mà quan tâm đến cổ phiếu này, chúng ta tạm thời chúng ta chưa nên vội tham gia ở cổ phiếu VGI này. Có một anh chị có hỏi về chiều mua của có về TCL thì Linh vừa chia sẻ ở trên, chúng ta có thể cân nhắc mua trong tuần tới được ạ. Chiều mua vào cổ phiếu SRA và PC1. SRA này một cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy trong lịch sử cổ phiếu này nó có tính gọi là giao dịch khá là thất thường. Lên xong là cổ phiếu lên bao nhiêu thì được giảm trả lại hết bấy nhiêu, chị thấy không? Đó. Và cổ phiếu này thì hàm chứa khá nhiều cái rủi ro cho anh chị khi chúng ta nhìn vào cái lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Do đó cá nhân mình nghĩ rằng là anh chị, nếu anh chị làm, đặc biệt anh chị mới tham gia thị trường, chúng ta nên hạn chế tham gia những cổ phiếu này. Biến động của phiếu nó khá là lớn. Do đó thì nếu chẳng may chúng ta mua cổ phiếu này và sau đó thị trường giảm điểm thì cái rủi ro của anh chị sẽ khá là lớn. Linh nghĩ rằng chúng ta không nên tham gia những cổ phiếu mà nó có cái lịch sử giao dịch nó biến động khá là thường như này, mà toàn nên lựa chọn những cổ phiếu nó có tính thị trường hơn. Chúng ta có nhiều lựa chọn trên thị trường lắm anh chị. Những cổ phiếu chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu nó khỏe trên thị trường đang hút dòng tiền để chúng ta tham gia. Về PC1. PC1 thì cái trạng thái này của PC1 khá là khó giao dịch. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ rằng cái trạng thái của PC1 ở thời điểm hiện tại này, nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị đang nắm giữ cổ phiếu thôi. Chứ còn chúng ta mua mới thì chắc chúng ta phải chờ thêm tín hiệu được, chứ chúng ta chưa có cái tín hiệu mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn nữa. Cổ phiếu này phù hợp cho nắm giữ nhiều hơn. Một anh khách hàng có hỏi là giá tăng khối lượng giảm có khả năng điều chỉnh không? Câu hỏi này của anh thì nó cũng, nếu chúng ta chỉ nó nhìn đơn thuần vào một phiên, tức là nhìn vào một phiên khối lượng tăng, giá tăng và khối lượng giảm, thì chúng ta cũng chưa thể nói được nhiều điều, mà ta nên nhìn ở một cái bức tranh nó đủ lớn hơn để chúng ta có thể nhìn được tổng quan về cả một quá trình giao dịch của một thị trường hay một cổ phiếu. Sau đó thì để trả lời câu hỏi này của anh thì Linh nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn nó ở một mức độ nó rộng hơn để chúng ta có thể có những nhìn toàn cảnh. Để chúng ta xác định được đó nó có phải là một cái nhịp điều chỉnh hay nó là một cái nhịp gọi là đỉnh ngắn hạn, thì nó cần phải nhìn một cái cả một quá trình để chúng ta mới có thể xác định được đầy đủ thông tin hơn để chúng ta xác định được. Ở đây thì có một anh hàng có hỏi chiều mua về GEG, thì Linh có chia đầu ở trên phần trên rồi. GEG thì chúng ta chưa có điểm mua vào trong ngắn hạn. Còn trường hợp của Zimdev thì sau khi chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó quanh vùng giá 54 này, cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại.
Và cái vùng giá mà chúng ta có thể kỳ vọng cho Zinvendep ấy, thì nó sẽ nằm ở quanh đâu đó quanh vùng giá này, là cái vùng chúng ta có thể quan tâm 51.5 đến 52 gì đó, là sẽ cái vùng chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta quan sát trong thời gian tới xem là cái vùng này cổ phiếu nó có giữ được vùng này không để chúng ta cân nhắc. Nhìn vào hai phiên tích cực vừa rồi, tuy nhiên thì ba phiên sau đó thì chúng ta nhìn thấy đều là ba phiên giảm điểm, đúng không ạ? Cho thấy rằng là cái vùng đỉnh này này nó vẫn đang có một cái bên bán họ vẫn đang đang gia nhập vào vùng đỉnh này và họ đẩy cái giá cổ phiếu đi xuống. Và cái vùng hỗ trợ hiện tại quanh 51.5 52 cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát cái bên giá ở vùng này để chúng ta cân nhắc rằng chúng ta có nên giao dịch mở cái vị thế giao dịch với cổ phiếu này hay không. Và đây là một cổ phiếu mà trong nhóm mình cảm biệt cũng khá là tích cực như Linh vừa chia sẻ với anh chị, còn khá nhiều câu chuyện của nhóm cảm biệt, đặc biệt là Zim Dep là câu chuyện mà có giảm của cả Zim Dep Linh và nó có khả năng nó tăng gia tăng công suất và nó nằm ở những cái vị thế rất là đẹp để có tiếp nhận được những cái tàu mà trọng tải lớn. Sau đó thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà vừa có yếu tố cơ bản là sự hỗ trợ, vừa có yếu tố kỹ thuật là khá là tích cực, anh chị có thể quan sát trong cái nhịp tới của thị trường. Và do thời gian chương trình có hạn thì Linh xin phép được trả lời một câu hỏi cuối cùng của một của chị hỏi về chị hỏi rằng là thuần về mặt kỹ thuật, khi mà cổ phiếu test lại vùng đỉnh cũ với thanh khoản thấp hơn trung bình của 20 phiên thì chúng ta nên làm gì? Một là chúng ta mua luôn trong phiên giảm, hai là chúng ta mua ngay trong phiên tăng trở lại, và thứ ba chúng ta chờ một hai phiên để tăng rồi mua vào. Thì nhất nhận câu hỏi này của chị thì Linh xin chia sẻ một chút về cái cách mà chúng ta tiếp cận theo phân tích kỹ thuật ở những cổ phiếu giảm như này. Ví dụ đây, trường có TCL, chúng ta thấy là cổ phiếu đã vượt được vùng đỉnh này rồi đúng không ạ? Và khi mà cổ phiếu vượt cái vùng đỉnh này này, anh chị lưu ý rằng là cổ phiếu vượt vùng đỉnh này thì cái nến vượt nó như thế nào? Cái nến vượt nó phải là rất là lớn ấy. Và sau cái phiên vượt này này, cổ phiếu nó có tiếp tục duy trì được đà tăng hay không, hay nó giảm, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và khi mà cổ phiếu nó test lại cái vùng đỉnh cũ ấy, thì thứ nhất như chị nói trên ấy, chúng ta sẽ cần nhìn thấy những cái nến mà rút chân ở cái vùng này, vùng giá này. Rút chân để là gì? Để chúng ta thấy rằng là bên có thời điểm bên bán họ đã bán về cái mức giá rất thấp. Tuy nhiên thì bên mua xong ngay sau đó bên mua họ đã nhảy vào để họ mua, họ đẩy cái giá cổ phiếu tăng giá trở lại. Nên nó xuất hiện những cái nến mà có cái bước bước dưới này, cái chân nến này nó khá là dài. Thì đó là một trong những cái tín hiệu để chúng ta xác nhận rằng là có cái sự tranh chấp của bên mua bên bán tại cái vùng này rồi, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta mua, câu trả lời tiếp theo của chị ấy, thì chúng ta mua luôn ở đây hay là chúng ta chờ? Thì nó sẽ có ba kịch bản xảy ra. Thứ nhất là khi mà cổ phiếu nó chạm cái vùng này, này nó chạm vùng này, này thì sẽ có một kịch bản thứ nhất là nó vỡ luôn, nó giảm vỡ luôn, đúng không ạ? Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là nó tăng luôn, ạ? Và trường hợp thứ ba là cổ phiếu vỡ một chút, đúng không ạ? Sau đó mới tăng ngược trở lại, sau đó nó tăng ngược trở lại. Đó thì đó là ba kịch bản có thể xảy ra khi một cổ phiếu nó tiếp cận lại cái vùng 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 đỉnh này. Nếu thì nhìn về xác suất ấy, thì chúng ta nếu chúng ta mua ngay tại vùng này khi mà cổ phiếu nó test lại thì chúng ta sẽ có rơi vào hai trường hợp là chúng ta bị thua lỗ rồi, đúng không ạ? Chúng ta hơi hai trường hợp chúng ta bị thua lỗ, mà chúng ta chỉ có một trường hợp 1/3 khả năng chiến thắng của chúng ta là cổ phiếu tăng giá ngay thôi. Do đó thì câu trả lời cho câu hỏi của chị là chúng ta nên chờ cái tín hiệu giá xác nhận ở vùng này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Đó thì cái câu hỏi của chị ấy thì nghiêng nhiều về khả năng có câu trả lời số 3 hơn ạ. Chúng ta sẽ chờ cổ phiếu này sau một hai phiên nó phản ứng ở vùng giá này như thế nào, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận tăng giá trở lại ở vùng giá này, thì đó chính là cái vùng mà chúng ta cân nhắc mua vào. Và khi đó cái vùng cắt lỗ của chúng ta nó sẽ đặt đâu đó quanh vùng dưới như này, thì khi đó cái rủi ro thua lỗ của chúng ta nếu chúng ta sai nó sẽ không nhiều. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cái đây đây cũng là một cái phương pháp giao dịch theo vấn kỹ thuật, đó là phương pháp giao dịch theo pullback, là chúng ta chờ mua vào những cái vùng mà cổ phiếu nó điều chỉnh về các hỗ trợ. Thì đó là một cái phương pháp nó khá là an toàn hơn rất nhiều so với phương pháp ra mua breakout, đúng không ạ? Trong chương trình thì có một một vài câu hỏi của anh chị, có thể do thời gian thì Linh chưa chưa trả lời được anh chị, thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi của anh chị trong cái phần cái đường link mà bạn Khôi bạn vừa gửi ở trên ạ. Thì Linh sẽ hỗ trợ giải đáp nốt những câu hỏi mà anh chị còn chưa được nhận được câu trả lời ạ. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian mà theo dõi chương trình nhịp đập thị trường của VN-Direct. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của Linh trong buổi hôm nay sẽ có giá trị cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch trên thị trường. Và cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình, và chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại anh chị trong các chương trình lần tới á. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.